Tới đây tôi mới nhớ tới cái chuyện của một một thầy đó muốn đi thăm thiền sư, hình như là Mã Tổ, ở núi Thạch Đầu. Lâu quá mới nhớ, nghe nói rằng là những cái hòn đá trên núi nó trơn lắm, mình lên trên đó đi khéo trượt té bể đầu. Thì dưới chân núi có một bà cụ, bà mở một cái quán, bà mở một quán chắc làm ăn cũng được, là tại vì có nhiều thiền sinh tới để leo lên núi để tham vấn, thành ra cái quán của bà hình như là chỉ bán đồ chay. Nhưng mà bà có nhiều khách lắm. Và một hôm đó thì có một thầy đó tới vào giờ tối và xin vào ngủ lại một đêm để sáng mai lên núi để tham vấn thầy. Thầy có mang một cái đại sách mà trong đó hình như là có kinh Kim Cang ở trong đó. Cái đại của thầy, cái đại của thầy, cái túi của thầy hình như là có rách một lỗ, và vì vậy cho nên bà ta thoáng thấy được cái chữ Kim Cang kinh lòi ra, thì bà biết ông thầy này là ông tụng kinh Kim Cang. Và bà ta cũng giỏi lắm, bà ta đã đọc kinh Kim Cang thuộc lòng. Thành ra ông thầy này ông cho đây là một bà bán quán tầm thường. Thì ông ngủ rồi, bữa sáng ông dậy ông nói: "Bà chủ quán ơi, tôi sắp lên núi đây, bà cho tôi ăn điểm tâm đi." Điểm tâm á, tiếng Anh dịch là pointing the Thì bà mới nói: "Thầy muốn đặt điểm tâm nào? Thầy muốn điểm tâm quá khứ, điểm tâm tương vị lai, hoặc là điểm tâm hiện tại?" Ông đã giật mình. Mình trả lời không được rồi. What kind of heart do you want to point? The heart of the past, the heart of the future, or the heart of the present? Because the heart of the past is no longer there. The past of the heart of the future is not yet there. And how can you grasp the heart of the present moment? Ông thầy đó, ông há miệng ra không trả lời được. Ông nói: "Thôi chắc là tôi không lên núi nữa. Mới tới chân núi mà đã thất bại quá, thì lên núi làm gì nữa." Thì ông nói: "Thôi ông về, về am ông tu học thêm." Thì bà già dưới chân núi, bà già dưới chân núi tuy bên ngoài giống như là kỳ đà cắn mũi vậy, nhưng mà kỳ thực là rất là ít lợi, là tại vì tại vì mấy người đó chưa chín lên làm mất thì ở thầy vô ích. Nhưng mà nếu gặp bà già khác á, mà không có nắm vững được Phật pháp á, mà cấm không cho lên với thầy thì là tội lắm, có thể là oan oan lắm. Thành ra mình, nếu mình chưa làm được cái bà già đó thì mình khoan đóng vai trò bà già đó nữa.